Đợt lũ vừa rồi thì anh em gara làm gì? Thì chắc chắn là sau đợt lũ vừa rồi thì cái xe mà bị ngập nước, bị sàn ngập thì chắc chắn là có rồi. Thì đây một bên em đang có một hai chiếc xe đang bị đang xử lý. Đó, nhưng mà ngoài cái việc xử lý ra thì bọn em vẫn lắp đồ bình thường nhá, vẫn đảm bảo cho anh em là đủ tiến độ, thời gian. Đấy. Đây một chiếc Honda CR-V 2017, xe này đang tiến hành nâng cấp màn. Xe này của một anh trai trên Bắc Sơn, Lạng Sơn nhé, xuống Thái Nguyên đấy. Bên này một chiếc Mazda 3. Chiếc xe này thì lên bộ màn đèn camera 360 của thương hiệu Zetec thì đang căn chỉnh lại, cài đặt lại. Bên này một chiếc Mazda 3, xe này đang dán PPF nội thất. Đó, cái dòng Mazda này thì nó có rất nhiều cái chi tiết bóng như này này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Rất dễ xước luôn. Phải nói là Mazda làm những cái chi tiết này rất là bóng, rất là đẹp nhưng mà rất là dễ xước. Thì cái giải pháp hay nhất là anh em dán bộ PPF nội thất. Đấy, rất là rẻ thôi. Một chiếc X-Fox. Đấy, bên này một chiếc Camry đang tiến hành xử lý hóa cứng cái lồng ve nỉ. Cháu bảo là hôm nào có thời gian nó lên đánh bóng con này. Được. Này nó bị xước hết rồi. Vâng. Xe này chắc lâu rồi mới lại cái hôm nọ chú lấy cái này, này này nó chắc là có cái giấy hay là chú chọn. Ta đi Hà Nội nó vứt xe ở đường ấy. Thế là bắt đầu là đi ăn nhậu ấy, nó bọn công an nó dán này đấy vào ấy. Dán niêm phong này. Vâng. Cái này thì phải đánh bóng thôi, cái này bởi vì là chú lau nó bị vào cái mặt bóng của nó rồi. Nó hết keo rồi, cái này nó còn keo đâu, hết keo rồi mà.